nữa. Rồi. Nói hết. À không, đừng. Nó vào video. Quay ra cả thế giới người ta nghe. Rồi, cái đường xin chào quý vị và các bạn nhé. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức này. Lần đầu tiên trong đời hôm nay mình mới đi lên Mèo Vạc này. Cái đường nó rất là... Mèo Vạc Đồng Văn hả? Nó rất là ngoằn ngoèo, nó rất là khó đi, hiểm trở. Mọi khi là mình đi... Mọi khi là mình chỉ có đi nhìn ở trong video thôi. Nhưng hôm nay thực tế... Đồng Văn Mèo Vạc đến 4 tỉnh. Hôm nay thực tế là ngồi đi và tận mắt nhìn thấy... Nó rất là ngoằn ngoèo hiểm trở nhá mọi người nè. Mời mọi người đi cùng và theo dõi. Ui dồi ôi, đây này nó dốc này. Nó xuống dốc này không đấy. Trời ơi, nguy hiểm chưa? Ấy. Chưa là cái gì? Này. Tí lên cổng trời nữa. Ui dồi ôi. Chưa là cái chất... gì những chỗ này, chưa là cái gì cổng trời cổng. Sợ thật đấy. Mà hai bên này vách núi đá cao này. Lần đầu tiên trong đời nhá mà đi thật tận mắt nhìn thấy. Ui dồi ôi. Ui dồi này nó xuống dốc này. Ui dồi ôi này. Sợ chưa? Rất là nguy hiểm, rất là sợ. Thế này mà mệt. Ui dồi ôi. Nó không có tuyết, nó có tuyết thì làm sao mà leo được nhỉ? Có tuyết không? Thế đi làm sao được? Không, nó không có tuyết ở mặt đường đâu, nó chỉ tuyết ở cây thôi. Em không có tuyết ở mặt đường đâu. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi này. Đồng Văn 123 cây cơ á. 123 cây à? 165 cây. Hà Giang biểu vàng. Đi đến nhà thằng ấy thực tế là bao nhiêu cây? Đến nhà thằng Hiển á. Ừ. 170 cây. 170 cây đường này nha các bạn nhá. Đường từ vòng vèo. Quản Bà, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, 170 cây thì vòng đường Yên Minh. Ờ, đấy. Vòng đường Mèo Vạc. À đường Quản Bà nên là xa. Còn mời cả nhà đi cùng. Đường Sùng Máng biết đấy làm đường không đi được. Mời cả nhà đi cùng nhé. Ôi trời ơi kìa. Lái xe vặn đến vẹo cả sườn đấy nhá. Vặn vô lăng vẹo cả sườn đấy. Quẹo bên nọ, quẹo bên kia. Ôi, anh không tắt vào à. Hai cô em nhà này. Cô trắng nhà này. Cô em mà ngồi bên cạnh mà mày lái thế này, tao chóng mặt. Tao say, ôi thế đường như thế này làm nào được. muốn đi thẳng nhưng mà nó không có đường. Hay thật đấy. À, lên trên này xem. Có cái ngô tím mua ít về ăn. Ở cái chỗ nào mà nó có măng vầu, nó mang cái đường nó bán đấy nhỉ? Măng vầu bây giờ còn không hay là bán. Còn mua cũ. Cô có biết ngày xưa cô đi ở đâu mà? À, đi Quảng Trị thôi, đi Quảng Trị. Ở trên này người ta không có cái loại ngô xay bỏ rồi, có loại đằn có rồi. Kiểu ngô xay rồi. À, chỗ này hơi phẳng phẳng một tí này. Chỗ nào nó? Hôm qua nằm nhá, cô Hiếu bảo chứ ui rồi mai chị đi, chị biết cái đường nó ngoèo sợ, hiểm trở lắm. Ui thế à? Đây chưa, bà Khánh quay lại đi. Đây chưa là cái gì à? Ừ, chị không, 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 cái chỗ lúc nãy là nó hát hay không anh ừ. Không, cũng không sợ, nhiều khi nó cũng bản quyền, nhưng mà cái bọn nào nó đăng ký bản quyền, nhưng bọn nào nó không đăng ký thì cũng không sao. Nhưng mà mình không biết được, không biết là bọn nào đăng ký, bọn nào không. Cứ tránh là tốt nhất. Này dân họ rất là thưa. Em đi lên đây là vào lần này là lần thứ ba. Đây ở đây là lần đầu tiên cùng với cả con nhà chị đâu ấy, cái tuyết ấy. Ở đây là dân tộc 100% à? Lần thứ hai là vào hai năm kia. Không có người Kinh nữa. Ít người Kinh. Ít lắm. Ừ. Cái khe hoang đó rồi, cơ bản là người dân tộc. À. Thế mà trời ơi mà nhà ở thưa thớt nhỉ? Ừ. Vẫn thưa thớt lắm. Rừng thì nói chung là vẫn bỏ hoang nhiều à. Đợt đấy bà lên con cún bé, con trai nhà cháu mới được có hơn. Yeah. Rừng này chưa, rừng này người ta cũng không có trồng cây gì hả? Vẫn là rừng tự nhiên này đúng không? Ờ. Chưa khai thác. Ở đấy có con chủ điện chủ đài nữa cơ. Đúng rồi, rồi đấy. Nó không phải nằm xe. Ôi, đây. Cái này là cái gì đấy? Thay hồn cái gì? Đây cái hàng kia trắng kìa. Hàng kia trắng chưa nhìn thấy. Đây cái cây trà. Cao nguyên đá Đồng Văn cái đấy. À thì cái năm mấy đâu à, bà này. Nói chuyện ý này. Bà bên tay trái thế này. Qua rồi. Mãi bên này cơ. Chưa thấy. Từ. Nó trên rừng cơ mà, người nãy nhìn thấy trên rừng mà. Bên này mà. Đây nó là gì, cao nguyên đá là... Cao nguyên đá Đồng Văn. Cao nguyên đá Đồng Văn. Quên mình hôm qua mình không hỏi quên mà không phải. Cát là đá Đồng Văn. Cao nguyên đá Đồng Văn. Nếu mà có hỏi. Đây kia chứ nó còn một cái cả bên cạnh đường nhìn anh nhìn. À. Ôi nhưng mà xa lắm. Mình có hỏi chắc ông quê ông ở thì ông trả nhận. Bây giờ
đây đi 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 đấy, bắt đầu dốc này, dốc giống dốc mà ngoằn ngoèo giống như là mình đi cái tàu Thanh Dây ấy, nó vút lên vút xuống cái kiểu như thế đấy. Người ta trồng ngô này, thế này leo 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 núi này mệt nhỉ. Mỏi ấy. Nó leo giỏi đấy, nó cứ vút 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 giống như là đi ấy. Lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên trong đời đi lên này, đi cái đường này đấy. Kìa, lại mình đi vãi đường dưới kia bây giờ đúng rồi. Quá đẹp luôn. Ui giời. Ông chẳng ông bảo là mỗi tí. Là cánh bà quay xem mỗi tí thì đi ăn cơm đấy. Ừ. Ăn cơm á? Đi đường. À đi đường á. Nhưng mà ông cũng nên đó, ông đã nên tận Bèo Bạc rồi đấy. Ừ. Ông đi cùng một chuyến mình không? Ông hỏi nhà nghỉ chỗ nào của thu? Nói thế gì để gàn, nó kệ nó đến thì không biết thì đến thì khác biết chứ ai gàn thế. Nhang Hiển, Nhang Hiển ở chỗ nào? Ừ. Ở chân Bèo Bạc chỗ nào, nhưng mà thực tế có vào đấy đâu mà chỉ đi qua thôi. Ừ. Ui cái nhà này người ta làm hay nhỉ. Nó lại chân nó tận đâu. Đi qua. Đi qua rồi. Chứ nó không đỗ ở thị trấn Bèo Bạc. Nó đi qua nó hỏi về chỗ nào, ở nhà nó ở cho giữa thị trấn cơ. Thằng Hậu nói thế là láo mà không biết gì, không hiểu biết về người già đúng không? Người già người ta hết nhựa, nó lạnh. Cái đợt mà bà về bà chăm bà nhá, ôi giời nóng lắm. Nóng mà bà bật quạt, bà còng không cho bật. Xong rồi để nhỏ tí không để tránh xa mà cụ vẫn biết nhá. Cụ cứ bảo tắt quạt đi mà mình nóng nóng chết đi. Người già cô suy như cô ngày xưa nhá, lúc cô còn trẻ, mồ hôi tay mồ hôi chân kinh khủng ấy. Bây giờ nó khô rốt. Da nó hết nhựa mà. Da nó rét. Da nó hết nhựa nó rét thì ai bảo mẹ thế bây giờ cái thằng Hiền. À cái thằng Hậu. Chúng mà. Là con ngồi gần chẳng nghe thấy. Ừ. Cô cũng nghe tiếng. Chú Hậu bảo là bà điên bà hâm, cái bà điên bà hâm. Ừ. Ừ. Hai lần bà điên bà hâm đứng trai mình nói thế. Thằng đấy là bà nó lúc nào? Thật lúc ra bố đặt bật quạt lên. Với này với này ví dụ bảo là em mà thế thì anh cũng buồn đúng không? Ừ. Bố mẹ anh mà em nói thì là anh cũng buồn. Thế thì cũng bị ảnh hưởng cũng đấy, cái đoạn đường này ngoằn ngoèo. Ngoằn ngoèo kinh không? Chóng mặt đấy. Ừ. Chóng mặt đi chơi Huyền nhỉ, thiết kế của ai chơi cũng thấp lên. Chóng mặt thì cô hiểu mà mày lái thế thì tao chóng mặt rồi. Con Trang nó đang muốn đi Hải Phòng. Ừ. Huyền ạ. À. Đi xe đến chỗ nhà Thím Đắc để đấy xong rồi đi chơi. Ôi giời, nhà Thím Đắc đi Hải Phòng còn xa. Xa không? Xa. Xa là bao nhiêu cây? Còn xa nhỉ. Nhưng mà còn có chỗ địa điểm để xe ô tô để đấy. Địa biển. Đi biển cơ mà. Đi biển đấy hả? Không, với lại mà nghĩa là đường bằng ấy nó không đi khổ như đường cao này đâu. Xa. Thế thì bây giờ từ chỉ có từ Hà Nội đi Hải Phòng là gần. Tới đây